Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, cảnh chấn động nhất hôm nay tại Trung Quốc, một hình ảnh đầy đáng thương và tội nghiệp, cảnh nhà cửa và xe cộ bị cuốn trôi cùng với những đàn gia súc mà dân Trung Quốc gần đây thường gọi là đám bèo, không biết sẽ trôi đi đâu về đâu, nó luôn bị nước sông đánh vùi dập. Nó cũng chính là cảnh tượng thê lương đang xuất hiện tại đất nước Trung Quốc trong những trận mưa kinh hoàng. Khi hơn 5 triệu người dân miền Trung Trung Quốc sẽ được ví như những đám bèo hứng chịu những trận lũ. Và sau trận lũ với tốc độ 200 km/h và diễn biến sự việc là như thế nào? Hãy cùng theo dõi tiếp bản tin chi tiết sau đây mà chúng tôi vừa mới nhận được. Kính thưa quý vị, trận lũ lụt năm 2021 vào năm 2022 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người dân Trung Quốc. Và năm nay lại tiếp tục xuất hiện lượng mưa lớn. Gần đây, nhiều tỉnh tại hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên đã bị mưa lớn tập kích. 36 con sông vượt mức cảnh báo. Các quan chức Bộ Thủy lợi cho biết không loại trừ khả năng lũ lụt. Kể từ ngày 28 tháng 7, nhiều tỉnh thành địa phương ở Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông đã xảy ra mưa lớn. Lượng nước của 6 con sông đã vượt trên mức cảnh báo và một số thành phố đã xảy ra lũ lụt. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, mưa xối xả và thành phố như biến thành đại dương. Sáng ngày 27 tháng 7, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 12 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một tờ báo địa phương đăng tải cho hay. Vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà cao 7 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triền đê của một nhánh sông Dương Tử với tốc độ khá nhanh và với một lượng nước khổng lồ đã nhanh chóng vùi lấp, san phẳng một khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống đêm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy và Quý Châu vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự giận dữ của thiên nhiên và lũ lụt vào sáng ngày 27 tháng 7 làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng thê thảm hơn. Điều này càng được Cơ quan Phòng chống thiên tai hạn hán lũ lụt và Cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống, lũ quét vào rạng sáng hôm nay lại kinh hoàng đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính quyền Trung Quốc ông Tập Cận Bình đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều luồng ý kiến trái chiều thì cho rằng đây có thể là do nhân quả báo ứng đang giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ giữa tháng 4 cho đến nay, Trung Quốc liên tục phải gồng mình, hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê từ tháng 5 năm 2023 cho thấy, hết mưa to gió lớn cho đến bão tố phong ba mịt mờ, gây lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần đã liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính quyền của Bắc Kinh và những người dân vô thần của nước này. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 7, lũ ống từ thần lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập con đập Tam Hiệp. Con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trận lũ ống cao tới bằng tòa nhà chung cư 6 tầng vào rạng sáng ngày 27 tháng 7, giới quan sát phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới, những phần lãnh thổ, lãnh hải mà Trung Quốc đã cướp đi với cả những nước trong khu vực, những gì chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì những ngày vừa qua, chính phủ của ông Tập Cận Bình đã nhận lại những đòn đau của luật nhân quả báo ứng. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì ông Tập đưa tàu thuyền ra Biển Đông, Biển Hoa Đông tập trận thì Bắc Kinh có thể đưa tàu chiến của mình bắn đạn thật ở những nơi ngập lụt bởi vì khắp Trung Quốc chỉ toàn là nước, có khác gì là Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàng, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc.
Hiện nay đã có những thảm họa thiên nhiên ra tay, trừ hậu quả thay cho thế giới. Những quan điểm đã được nêu rõ rằng thiên nhiên nên nhắm vào việc quan chức của chính phủ Trung Quốc, còn người dân họ chỉ là những người vô tội. Chân yếu tay mềm, sự ngông cuồng và xấu xa của chính quyền Trung Quốc thì mới đáng để thiên nhiên trừng phạt. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc đại lục rất thương cảm cho những người dân của nước này bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ là lẽ tự nhiên mà thôi bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng vừa qua nên lượng nước thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông vào vùng trũng thấp của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, các tỉnh phía Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất với cường độ 3,5 đến 4,8 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bỏ hoang. Do lượng nước xả từ ba cửa xả khổng lồ của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới gần 2.000 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô lớn nhỏ, tivi, tủ lạnh, đồ điện gia dụng bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Cây trái, hoa màu đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ, 26 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc vẫn chìm trong biển nước lên tới 4-5 mét. Thậm chí cũng có nơi trũng thấp lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc video do người dân Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 5-6 tầng thì bây giờ chỉ còn 1-2 tầng trên cùng là không bị ngập. Những tầng dưới bây giờ coi như chỉ để nuôi cá và nuôi tôm. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được. Bởi chính phủ Trung Quốc nhiều năm nữa chưa thể khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa lũ quét, lốc xoáy, sạt lở động đất và nước lũ liên tục xảy ra tại 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh nó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen đủi đối với phía Trung Quốc. Khi các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, Quảng trường Thiên An Môn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc. Niềm tự hào của nước này, họ rất hãnh diện khi nhắc đến những điểm du lịch này. Nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay đổi tính nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận, săn phẳng những nơi kể trên. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không tin cậy vào người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó đang bị chính phủ Trung Quốc cướp đi bởi vì trên con đường danh lợi, tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành nước số 1 trên thế giới vượt qua Mỹ và châu Âu. Chính ông Tập Cận Bình đã quá vội vã, đã mắc quá nhiều sai lầm, hết tội này đến tội kia và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì mất lòng tin. 14 nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, bây giờ chỉ có Pakistan là còn giữ mối quan hệ với cả Bắc Kinh vì chính quyền Trung Quốc là mối nguy hại cho toàn cầu. Quý vị thân mến, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện ở đại lục mà nhiều người cũng không hiểu lý do vì sao, khi mới đây lại thêm một tin sốc nữa. Dẫn lời trang tin Soha vào sáng nay, vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời tại Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lớn lóe sáng một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn mưa giông kéo qua khu vực này, hàng loạt tia sét rội xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột thu lôi trên nóc nhà cao ốc hút sạch. Kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Còn 15 phút sau thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn con quạ đen từ hướng đông bắc tụ tập thành đàn, bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh, kêu la thảm thiết gào thét như ai oán, nghe cũng phải giận người. Người xưa có câu đất lành chim đậu, đất giữ chim bay, quả là không sai. Trong đoạn video mà người dân quay lại được, hàng ngàn những đàn quạ này hòa cùng với những đám mây đen cả trời đất. Đặc biệt nhất là đám mây này có hình dạng như một con quái thú khổng lồ bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh.
Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy đám mây này trông rất kỳ lạ. Chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời ở Bắc Kinh vốn chìm nghỉm trong bóng tối. Cảnh tượng không khác gì như đang ở dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Theo nhiều người cho rằng điểm lạ xuất hiện như vậy thì trong vòng 7 ngày tới nó sẽ là xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay khắp bầu trời Vũ Hán đã xảy ra cho đến khi người dân Vũ Hán phát hiện ngay cạnh mình đã có người chết vì virus corona. Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu tình hình thực sự. Mọi người mới nhận ra rằng chắc chắn ở đây có rất nhiều người tử vong. Cụ thể có bao nhiêu thì có lẽ họ không rõ. Nhưng nhiều tới mức kích hoạt xảy ra phản ứng liên hoàn tự nhiên thì không còn là vấn đề đơn giản nữa rồi. Tới lúc đó mọi người mới biết những con quạ này sớm đã ngửi thấy sắc mùi của sự chết chóc. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người sắp chết. Mà con người chúng ta không thể có khả năng đó, vì vậy chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới lúc người đó chết đi. Đó là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, con quạ được coi là điểm không lành và luôn được liên kết với cái chết. Trong khi dị tượng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh, cũng trong sáng cùng ngày, người dân cũng chia sẻ những đoạn video trên 753 con sông lớn ở Trung Quốc, mực nước không ngừng dâng cao, vượt mức báo động đỏ cho phép. Trong khi một số ngôi làng ở Tây Tạng và Tân Cương, hiện tượng lở đất lũ quét vẫn đang hoành hành. Nhìn vào video, chúng ta có thể thấy một phần của ngọn núi gần ngôi làng Xuang của Tân Cương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo một lượng lớn đất đá và cây cối sạt lở xuống bụi bay mù mịt. Người dân Trung Quốc đang rất hoảng sợ trước hàng loạt những thiên tai ập xuống. Giờ đây người dân chỉ biết khóc lóc, ăn năn và van xin mẹ thiên nhiên hãy tha tội cho họ. Quay lại với cảnh tượng ở Tiananmen, người dân Bắc Kinh đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng trên và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cầu xin thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc sớm vượt qua những tai ương này. Hiện giờ không chỉ người dân Trung Quốc và người dân cả thế giới rất lo lắng, hoảng sợ, luôn gửi đến lời động viên và trấn an người dân Trung Quốc. Vì không ai biết được đàn quạ này xuất hiện sẽ mang theo những điểm gờ gì. Thưa quý vị, phải chăng Trung Quốc sắp tới ngày tận thế khi mà trong những năm gần đây Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng ghê sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!